Chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ với mọi người cách gọi là xử lý buồng cầu khi tắc nhẹ. Ở đây lưu ý là bị tắc nhẹ nha. Ví dụ nhớ chạy trung tâm, nhớ nấu ao ạt đấy. Cách này nó đơn giản lắm. Trong nhà mà cái này ai làm cái đó, nóng cái mày dùng cù nhiều hết, cái mày dùng cù có, dùng cù thụt rửa. Bao nhiêu cân đôi là được rồi chạy. Đây, cái chạy này. Nhớ lưu ý nước là chén nha, loại nào được hết á. Đó. Nhà mình dùng nước là chén một thái. Và nửa xô này nước ấm nha. Nước ấm này. Nước ấm nha. Đừng có dùng nước nóng. Nước nóng nó sợ nó tróc hết cái men này này. Men cho câu đi. Đây. Mình dùng nước ấm thôi. Đó, đơn giản ạ. Đầu tiên mở chai nước là chén ra. Đổ xuống một ít. Đây. Nào, đổ ít thôi. Đó. Rồi. Ít thôi, không cần nhiều đâu. Khoảng một chén cơm mình rồi. Đó, xong rồi đúng không? Đây cho ta đổ nhà lấy nước ấm ạ. Đây, nửa xô nước ấm chuẩn bị sẵn đây. Rồi, đổ nhà xuống. Đổ nhà thôi, đó. Nhà nha nha. Nó cuốn thì tôi nó hố thế đi. Nước ấm nha. Rồi nó cuốn hết được chén xuống. Đây. Để thế này khoảng 30 phút sau, rồi mình xả nước xuống tiếp là xong. Lưu ý là với cái cách này nó chỉ phù hợp với những cái nhà cầu bị tắc nhẹ thôi. Còn loại mà tắc nặng mà xả nước nóng xuống á thì mình dùng phương pháp khác nha. Có lẽ là tắc nhà là nước xuống từ từ, mình dùng cái này được, nó sẽ làm nó thông cầu luôn. Rồi, để 20 phút nha. Để khoảng 20 phút rồi mình xả nước là ok. Đấy. Lưu ý dùng cho nhà cầu bị tắc nhà. Tắc nhà có nghĩa là nước xuống nó chậm. Lúc mình xả nhà cầu nước nó chậm xuống, rút chậm thì mình dùng được. Có những cái mình thả mình băng băng nó tắc cứng luôn thì phải dùng phương pháp khác. Rồi, xin chào.